Hello xin chào anh em, hôm nay mình có một bộ PC khoảng 40 triệu Mặc dù là chưa lắp nó lên nhưng mà trong đầu mình đã tưởng tượng ra là bộ này nó khá là đẹp rồi Đấy thì bây giờ mình sẽ điểm danh từng linh kiện một cho anh em nhé. Và bộ này thì rất là khỏe, rất là khỏe luôn à, Đầu tiên là con CPU, CPU là con Core i5-12600K Đợt này con này khá là khan hàng nên là giá nó cũng bị tăng Nó tăng hơn đợt trước khoảng 2-300 nghìn gì đấy nhưng mà thôi cũng không sao vì là hiệu năng trên giá thành của nó vẫn rất là ngon, không vấn đề gì cả. Đấy thì chip thì con này mình nói quá nhiều rồi, thôi không nói lại nữa. 12.600k nhá. À uh, đây, mọi lần là mình để trong hộp nhưng hôm nay là mình bóc hẳn con main ra để sâu cho anh em xem vì là main đẹp như thế này mà để trong hộp thì rất là phí. Đấy, B660 trừ Arocktick màu trắng rất đẹp luôn. Phần giáp tản này, này, logo Arocktick này. Uh, tản bên trên này và cái dàn phây nguồn anh em có thể thấy là rất nhiều luôn, rất rất nhiều luôn. Dàn phây và tụ của nó rất tốt, chất lượng rất cao. À, về những cái cổng sinh nhá, anh em thấy này, đây có hai cổng 5V, hai cổng ARGB Gen 2 ở trên này. Và đây nữa, đây có một cổng 5V ở phía dưới này nữa. Như vậy là anh em có ba cổng 5V để chơi LED thoải mái luôn, quá ngon. Và con này thì nó có ba khe cắm M2 anh em nhé. À, một khe ở đây, một khe có cái giáp bên trên này này và đây đua M 2 ở đây có lắp được hai cái M 2 nữa như vậy là mình có ba khe lắp M 2 và tất cả đều là Gen bốn à, anh em có thể lắp Gen ba cũng được à, tuy nhiên thì nó vẫn hỗ trợ Gen bốn mền rất rất đẹp luôn à, và nó sẽ rất hợp với cái bộ ngày hôm nay hôm nay thì mình dựng theo cái tông màu trắng Đấy. À, ram thì đương nhiên là vẫn là màu trắng rồi và vẫn là bốn cái thanh ram quen thuộc anh em quá quen với ở 4 thanh RAM này rồi, chắc mình không nói nhiều nữa. 4 thanh RAM V-Color 8GB một thanh. Như vậy là tổng dung lượng là 32GB RAM. đấy. Rất là đẹp và thoải mái. RAM để cho anh em dùng về lâu về dài. SSD thì uh, bộ này thì lại tối ưu về giá thành nên là thôi thì SSD chỉ dùng mã bình thường thôi là Kingston NV1. Anh em nào mà có điều kiện thì có thể lên uh, 980 hoặc là 980 Pro hoặc là dòng KC 2500 của Kingston, dòng chất lượng cao hơn, tốc độ cao hơn. Còn con NV1 này thì dùng cơ bản vẫn rất là ngon, trả vấn đề gì cả. Đấy. À, các đồ họa ủa anh em nhìn thấy chưa? Đấy, con này thì à, thôi, mình phải lôi hạt ra ngoài chứ mình không để trong hộp nữa. Và card hôm nay là 3070 Ti anh em nhé 3070 Ti. Nhưng mà nó là gaming X đấy nó là một dòng card top của MSI và lần đầu tiên xuất hiện trên kênh của mình. Con này to vãi anh em ạ, nặng vãi trưởng luôn. Ui, nặng trịch luôn. À, xem cái hớt sinh có dày không nha. Hớt sinh rất rất dày luôn, cực kỳ dày luôn. Và con này thì nó có 3 fan, 3 fan khá là to. Và nó có led ở đây này, ở đây nó có cái ba cái thanh led này. Và nó có một cái led ở back plate nữa. Đây, ở viền back plate nó cũng có một cái giải led rất là đẹp đây nó có hình minh họa này anh em thấy chưa đấy hình minh họa đấy à, con này đi kèm phụ kiện nó có một cái giá đỡ này đấy cái giá đỡ cạc này khi mà lắp vào thì nhìn cây nó sẽ rất là đầy đặn và đẹp để mình sâu luôn ra ngoài cho anh em xem luôn cổng kết nối thì nó cũng như các mã cạc 3070 Ti khác thôi nó là một cổng HDMI và ba cổng DisplayPort còn đây là cái backplate của nó backplate đây đó backplate cũng rất là đẹp luôn và anh em để ý nha đây tem chính hãng Mai Hoàng nhá của Mai Hoàng phân phối rất ngon luôn đấy như vậy là mình xong phần cạc đây tiếp đến là phần nguồn và phần tản thì là mình dùng nguồn tản được Cooler Master đấy, nguồn quen thuộc mình cũng nói trước rồi mình nhập con này theo cả lô nên là mình bill là bill luôn con này luôn cũng chả cần phải đổi nguồn làm gì cả vì con này cũng rất là ngon để kéo với cái bộ này rồi 12.600k 3070 Ti thì con này chả vấn đề gì cả À, tản nhiệt thì mình dùng là Cooler Master ML240LV2 bản ARGB Đây là một phiên bản màu trắng khá là đẹp Với cái block màu trắng này Hai fan ARGB Và cái rác cũng màu trắng và fan cũng là màu trắng luôn Đấy thì khi mà dùng cái tản này thì mình sẽ kết hợp với cái vỏ H510 Đây H510 anh em nhá, NZXT The Thì theo truyền thống của mình ấy Mình lắp con H510 này ấy Thì mình sẽ lấy hai cái fan của cái tản nhiệt nước. Mình lắp nóc vào phía sau để cho sâu được cái fan RGB ra. Còn hai cái fan NZXT thì mình sẽ úp rát à để thổi rát. Đấy. Thì lát nữa mình sẽ lắp như vậy, xem là lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Còn ban đầu trong tưởng tượng của mình nó sẽ là như thế. À, còn một cái nữa, nó là cái dây nối dài, đấy. Để một bộ cây mà nó đẹp nhất thì đương nhiên là không thể thiếu dây nối dài được rồi. Mình rất là ưu tiên ở những cái dây nối dài xuất hiện trên kênh của mình vì là có nó thì nó đẹp hơn rất nhiều luôn. Cây cây của các bạn sẽ đẹp hơn khoảng 20 đến 30 phần trăm nữa nếu mà có cái dây nối dài này mà giá nó không cao dây 24 pin khoảng 300 nghìn còn dây 8 pin thì khoảng 130 nghìn là dây cho loại chất lượng lõi to nhất và đầu là tai chứ các bạn đừng so sánh với mấy hai con hàng mấy chục nghìn ở shopee nhá đấy như vậy là mình đã điểm danh xong cái linh kiện ngày hôm nay và bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào mình cũng đang khó là tò mò để xem là Lắp xong nó sẽ như thế nào Rồi chiến thôi anh em Và đây là cấu hình PC sau khi đã lắp xong à, Mình cũng không nghĩ là sau khi lắp lên nhìn nó lại đẹp như thế này anh em ạ à, Một sự kết hợp giữa Cooler Master và NZXT à, Mọi lần thì mình hay dùng vỏ tản NZXT Tuy nhiên thì nay để tối ưu nhất về chi phí Nên là dùng tản Cooler Master cho nó rẻ Tản Cooler Master này thì chỉ có khoảng 2 triệu thôi anh em ạ Khoảng 1.990 Đây Rát trắng này à, Dây bọc dù trắng này và cái block block nước của Cooler Master nó như thế này. Đấy, nó là một cái logo Halo. Đấy. Và cái block này thì nó cũng hơi ít LED một tí, mình thích là nó sẽ nhiều LED hơn. Và anh em nào mà thích nhiều LED hơn thì nó có một cái bản mới ra của Cooler Master thì nó sẽ nhiều LED hơn. Đấy. Hai cái fan của cái tản này, hai fan tản mình nó úp lên nóc và lắp ra đằng sau cho nó đẹp. Còn hai cái fan của cái vỏ cây thì mình sẽ lắp ra đằng trước thì mình đã bịt hết vào rồi nên là anh em không thể nhìn được đấy à, vẫn là cái con men quen thuộc B660 chứ Arochic này 4 thanh RAM Tuy nhiên là anh em để ý là 4 thanh RAM này cái led của nó đang chưa được đồng bộ anh em nhé vì là mình chưa cài Amory Grade đang khá là vội nên là mình chưa kịp cài cài xong thì nó sẽ đồng bộ được đấy và cái nhân vật chính của hôm nay đó là con cả rất to và đẹp luôn đấy anh em thấy chưa 3070 Ti Gaming X ba 3 fan rất đẹp luôn con này nó có một cái giải LED RGB ở đây Rất đẹp Và có cái giá đỡ này này Đây anh em không phải lo sệ cạc luôn Giá đỡ mình đã bắt rất chắc chắn ở đây luôn Nên là nhìn trông nó hầm hố nó đầy đạn hơn hẳn luôn Anh em nhìn cái cây nó như thế này Mà cái cạc nó chiếm gần hết nửa cái cây rồi Rất là to luôn Và đây hai cái dây nối dài màu trắng này Cộng thêm một cái dây nối dài trắng 24 pin Đấy làm cho cái tổng thể của cái bộ cây này nhìn trông hài hòa rất nhiều Đây mình sẽ sâu lại cho anh em một lần nữa về tổng thể nha Đây rất ngon luôn Đấy. Đấy, như vậy là 40 triệu thì anh em đã có một bộ PC rất rất khỏe rồi 12.600k này, 32 gb RAM này uh, Cạc 3070 Ti uh, Gaming XTO rất đẹp Và bộ này thì ngoài mạnh ra nó còn đẹp nữa Đấy, Anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ mình qua Zalo hoặc qua Facebook Mình để dưới phần mô tả mình sẽ dựng cho anh em uh, những cái cấu hình mà đẹp nhất, khỏe nhất có thể Rồi cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo